âm thế gian khuất xa dần. Bóng đêm tối quay về, dối tra tinh toán những lọc lừa đã khiến bao mụi mê. Sao không đối với nhau bằng tình người, để oan than phải chất chồng, cứ thế sống trong bao hận thù. Cuộc sống lọc lừa nhau, người thì khoai trá tiếng cười, người thì tắt mất nụ cười, bụi trần chim đắm mê muội đầy thế gian. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa tan đêm mờ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thu chính nghĩa ở đời. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa tan đêm mờ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thu chính. Nè, cả đêm không ngủ, phơi sương gió đã đờ rồi. Bây giờ mọi người ăn sáng, uống trà đi, cho tỉnh táo lại. Ăn đi ông. Ăn đi con. Dạ. Mọi người đừng lo lắng nhiều quá. Ngọc Nhi nghĩ hắn vừa mới bị thương vậy, sức khỏe còn chưa đủ hồi phục để chạy đi xa đâu. Ta cũng nghĩ như vậy. Chắc chắn hắn chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Đại nhân, Minh Hữu đã cho lính canh tất cả các đường. Hắn muốn đi xa cũng không được. Cấp báo! Bẩm đại nhân, bên ngoài có hai người dân đến báo án. Họ đã phát hiện một người thanh niên ngoài bờ sông, trên vai có vết máu rỉ ra. Hắn đã chạy vô rừng rồi. Chính là hắn. Đi thôi. Dạ. Nè. Đi. Con đi nha mẹ. Đi đi. Đi. Dạ bẩm quan, chính là chỗ này. Đại nhân, có vết máu. Vậy đúng là hắn rồi, chính là cái tên đầu thủ. Chắc là chạy sâu trong rừng rồi, không biết có bắt được không nữa. Đi. Dạ. Quan cứ để quan giải quyết đi, giờ sao? Bây giờ mình cứ đi theo ông út. Cô Ngọc Nhi ơi, cô Ngọc Nhi mau cứu người đi, cô Ngọc Nhi ơi. Dạ. Cô Ngọc Nhi. Chị, cứu ai vậy chị? Sao chị biết em ở đây? Dạ, tôi qua nhà cô mà không có cô ở nhà. Mọi người nói cô ở đây nè. Cứu người đi cô ơi, có người sắp chết rồi kìa. Dạ, chị dẫn em đi đi. Đi với tôi đi, nhanh lên. Ngọc Nhi à. Ngọc Nhi, cho ta hỏi thăm chút nè Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ta chưa hỏi thăm, đã vội vã đi rồi. Cô bé này thiệt, tính tình nóng như là nước sôi vậy đó. Ủa, sao kỳ vậy ta? Có người bị thương sắp chết, sao lại trùng hợp vậy? Có khi nào chết? Tản ra. Dạ. Dạ. Dương Võ, người qua bên kia. Dạ, đại nhân. Đại nhân, đây là khăn của Hồ Gia Bảo. Hả? Bẩm đại nhân, phía trước là đường cùng. Vậy à, đường cùng à? Dạ. Tôi chết rồi. Dạ. Chúng ta đã bị đánh lừa rồi.
hắn cố tình dụ chúng ta đến đây bằng cách là bẻ những lá cây, tạo hiện trường giống như là có người chạy ngang qua, rồi cố tình để cái khăn này lại để tạo hiện trường giả. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì, thưa đại nhân? Chúng ta hãy mau quay lại, nhanh lên. Dạ. Tất cả hãy mau quay lại. Đúng quân. Đi. Dạ. Khoan đã. Hồ Gia Bảo, người hãy mau ra đây. Người đã bị bao vây, không thể thoát được đâu. Hãy mau ra đây quy hàng, sẽ được giảm tội. Ta biết chắc là người đang trong đó. Hồ Gia Bảo, đúng như mình suy đoán. Ngọc Nhi, Quang Trung. Các ngươi không được tiến tới. Trần Trung. Ngọc Nhi, ngươi đừng làm hại Ngọc Nhi. Trần Trung, ra lệnh lui đi con. Ngọc Nhi xin lỗi mọi người. Hồ Gia Bảo, đây là người ơn của ngươi, đã từng cứu ngươi thoát chết một lần. Ngươi đối xử với người ơn ngươi như vậy sao? Điều đó đối với ta không còn quan trọng nữa. Các ngươi mà không tránh ra, đừng trách ta vô tình. Đừng, đừng. Hồ Gia Bảo, ngươi, ngươi mà quỳ hàng đi. Ngươi đang bị thương đó. Cắm miệng lại. Không thoát đâu. Lui đi con. Được rồi, tất cả lui, lui nhanh lên. Lui. Dạ. Tất cả lui đi. Tránh xa ra. Lui ra. Lui xa ra. Mình đó, vết thương của cậu đang ra máu nhiều lắm kìa. Cậu dừng tay lại đi. Gia Bảo, im đi. Ta không cần các người thương hại. Các người, các người toàn là một lũ dối trá. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Cậu còn không biết là cậu có tội gì hay sao? Gia Bảo này tội gì hả? Cậu đã xuống tay sát hại cha mẹ và em gái nuôi của mình. Cậu thật là tàn nhẫn. Họ đang chết. Họ đang chết. Gia Bảo à, cậu tỉnh trí lại đi. Không có ai nỡ xuống tay với chính người thân của mình đâu. Gia Bảo. Ta không có điên. Ta không có điên. Họ không coi ta là người thân. Họ coi ta không bằng một con chó ở Gia Trang. Họ phải chết hết thì ta mới có thể sống ung dung tự tại được. Tại sao, tại sao họ lại triệt đường sống của ta hả? Tại sao, tại sao lại tự tiện trút quyền thừa kế của ta hả? Tại sao, tại sao hả? Tại sao, tại sao? À, tại sao, tại sao lại vậy? Gia Bảo à, tại sao chứ hả? Tại sao, tại sao họ lại biến ta thành một đứa hư hỏng hả? Ta đi ăn trộm ăn cắp thì họ mới vừa lòng hay sao hả? Tại sao? Gia Bảo, tại sao à, tại sao, tại sao? Gia Bảo ơi, nghe tôi nói đi đã. Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu thả tôi xuống đi mà. Còn các người, các người kiếm cách đẩy ta vào tử lộ hả? Không. Muốn ta chết hả?
hả? Đừng mà Gia Bảo. Đâu có dễ. Nếu ta chết thì các người sẽ cùng chết với ta. Đừng mà Gia Bảo. Các người sẽ chết với ta. Tới đây. Gia Bảo. Tới đây hết đi bọn chó săn. Gia Bảo ta đang đợi các ngươi đây. Tỉnh lại đi Gia Bảo. Gia Bảo ta đang đợi các ngươi đây. Tới đây hết đi. Tới đây. Gia Bảo à, cậu điên rồi. Cậu thả tôi xuống đi, rất là nguy hiểm. Gia Bảo. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Đại Nhân. Ngọc Nhi. Trần Trung, đừng bước lại đây. Dừng lại. Dừng lại. Nguy hiểm lắm, đừng bước lại đây. Mắc kệ Ngọc Nhi đi. Không được, ta phải cứu Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Trần Trung. Trần Trung, cẩn thận. Đừng bước lại đây, nguy hiểm lắm. Gia Bảo, người hãy mau ra đây đi. Người có gan làm thì phải có gan chịu chứ. Cứ sao lại ép người không liên quan tới mình phải đi theo mình chứ. Người có phải là Nam Nhi nữa không? Gia Bảo. Các người đừng có hòng khích ta. Chính các người đã dồn ta vào con đường cùng, biến ta trở thành kẻ sát nhân bị nguyền rủa. Người đã phạm tội ác tay rồi. Kiếp này người trốn thoát được, kiếp sau biết người có toàn tính mạng hay là không. Ta khuyên người hãy quay đầu thành tâm sám hối đi. Tại sao ta phải sám hối chứ? Ngươi xuống tay hạ sát cha mẹ nuôi của mình mà ngươi còn không biết sám hối nữa hay sao? Ngươi không còn tính người nữa. Các người hãy kêu họ đổi mồ sống dậy đi. Hỏi thử xem họ coi ta là loài súc vật gì. Mang tiếng là con nuôi, là thiếu gia họ Hồ. Và tối nay họ chê bai khinh miệt ta, chửi bới ta, trút quyền thừa kế của ta cho con nhãi ranh Yên Nhi đó. Họ còn sống ngày nào là ta ăn không ngon, ngủ không yên ngày đó. Họ phải chết hết đi, phải chết hết. Tại họ đáng chết. Họ đáng chết. Họ đáng chết. Ta phải giết họ trước khi bà ta bị chết dần chết mòn trong cái căn nhà đó. Tại sao lại cản trở ta? Chỉ cần để yên cho ta lấy cái tượng ngọc bích đó, để ta đi bán, ta trả nợ nần, thì biết đâu ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không còn lo sợ bị bọn giang hồ truy sát nữa. Dám đánh ta hả? Dám chửi bới ta hả? Ta không nhịn nhục nữa, ta liều chết một phen. Gì ở đây? Dạ, dạ không, con không làm gì hết. Mày tính làm gì? Dạ. Phần ngọc tao đâu? Con không biết. Phần ngọc tao đâu? Phần ngọc tao đâu? Con không biết. Mày không lấy thì ai lấy? Con không lấy. Mày trả lại cho tao. Con phải con cha. Mày trả lại cho tao. Mày, chính mày. Mày là cái đồ tham lam, là đứa con bất hiếu. Mày, con không có là cái đồ thái gia chi tử, uổng công tao nuôi mày. Mày là cái đồ con quan. Bây giờ mày vô, mày muốn chiếm đoạt gia tài tao. Con không có. Mày
Đồ xúc xích. Ông ơi, thôi mà mày. Không, tôi nói tôi không có làm. Mày không làm thì ai làm? Phật ngọc tao ai lấy? Tôi đã nói là tôi không có làm. Trời ơi. Dạ. Ông ơi, ông có sao không vậy ông ơi? Mẹ quên, sao lại xui cha? Ông có sao không vậy ông? Ông ơi. Trời ơi máu. Ông ơi ông, máu ông... Mày muốn giết tao hả? Mày. Ông ơi. Không có. Ông đừng có giận nữa mà ông ơi. Mày đúng là đồ con quan. Ông à. Mày ông... Mày uổng công tao nuôi mày. Bây giờ mày lớn lên, mày muốn giết tao để giúp đoạt tài sản. Được rồi, tao sẽ đi báo quan, sẽ cho mày ở tù rụt xương. Báo quan? Mày sẽ không có một đồng một cắc trong gia sản của tao đâu. Cái gì? Ông muốn báo quan à? Đúng rồi, tao báo quan thì sao? Tao sẽ báo quan. Tao ông sẽ cho mày báo ở tù rụt xương. Tao sẽ cho mày ông chết. Ông báo quan hả? Cha. Ông ơi. Nó giết tôi. Nó giết tôi bà. Báo quan. Bà kêu dậy nhân mau. Cộng đồng nó lại. Cộng đồng. Cộng đồng nè. Ông đừng có ép tôi. Ông ơi. Ông. Trời má. Mày giết cha mày hả? Mày là đồ sát nhân. Sát nhân. Cha nhân. Mày chết đi. Mày có muốn báo quan không? Hả? Mày muốn báo không? Tao hỏi mày có muốn báo quan hay không? Hả? Hả? À! Mày muốn bắt tao chứ gì? Bảo quan đi! Bảo quan đi! Bảo quan đi! Đứng dậy! Đứng dậy để bảo quan! Mấy người bảo quan đi! Tôi không muốn đâu! Tôi không muốn đâu! Mấy người ép tôi! Mấy người ép tôi! Tôi không có giết người! Tôi không có giết người! Tôi không có giết! Là mấy người ép tôi. Mấy người muốn tôi. Mấy người muốn tôi ở tù. Tôi không phải là con của mấy người. Tôi không phải là con mấy người. Tôi không muốn giết người. Tôi không muốn giết người. Tôi không phải hung thủ. Tôi không phải. Tôi không phải. Tôi không phải.
Ông chủ, bà chủ bị sao vậy? Sao vậy? Ngươi trách người, sao ngươi không nhìn lại mình? Nếu như ngươi không rượu chè cờ bạc thì có ai mà dám coi thường ngươi chứ? Từ ngàn xưa trên thế gian ta dẫu biết rằng cuộc đời đôi khi không như giấc mơ, thì thôi ta cứ sống cho qua ngày mai, không oán than không trách móc số phận an bài. Dù cho ta đang trắng tay, ta chưa có giàu sang, dù cho ta đêm từng đêm với những ước mơ, thì thôi ta sống sao để những ngày sau nhiều phong ba nhiều đắng cay, ta vẫn là ta. Cuộc đời ta có đen có trắng có đổi thay, đừng tham lam sân si làm điều xấu xa, đừng gây thêm oán ân đời sau sẽ nở, sẽ xót xa sẽ khổ đau trọn kiếp con người, đừng gieo thêm nhân gian là ta phải chịu những khổ đau những sai lầm kiếp trước ta sai. Đời ô xin không sợ cực, không sợ khổ, mà chỉ sợ sự cô đơn ở một nơi chốn không thuộc về mình. Tôi là chủ, bà là ô xin. Dạ. Không bao giờ tôi xin lỗi bà. Đồ ô xin mà làm như có giá lắm gì đó. Đừng có dại dột mà đấu với đẳng cấp của chủ nhà. Ô xin vẫn là ô xin. Ô xin nghĩa là phải được chấp nhận cuộc sống vô mượn của gia đình nhà chủ. Cô ô xin nó dùng buồn ngãi với bạn mê mụn như vậy hả? Nhưng định kiến xã hội đã khiến họ chịu nhiều thiệt thòi bất công. Chị sẽ thấy giá trị của chị không bằng giá trị của một con ô xin. Yeah. Và ô xin nổi loạn để chứng minh giá trị một con người không phải ở ngành nghề của họ, mà chính nhân cách sống mới là điều quyết định. Hài hước và nhân văn dưới diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào, Thanh Thủy, Hoàng Anh, Tường Di, Phương Thanh, Long Nhật. Đón xem Ô Xin Nổi Loạn 19 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trên truyền hình Vĩnh Long 1.